Cột này cũng bị ghiền đó mọi người. Trời ơi, mình cột bánh tét cũng xin quá nè. Mà sao mấy cái đầu này nó lòi ra quá chị ha. À, đáng lý phải đi ngay cái dây này luôn, đúng không? Đáng lý phải đi ngay cái dây này luôn. Mà tiếp lỡ đi quên nè. Ừ rồi mọi người. Ti cũng đẹp nhưng mà ở trên đây lỏng lẻo nên gỡ ra là mà lỏng. Thiếu kia tao gọi cho mày để tiếp tao ngồi được đầu bánh tét nè. Thiếu hỏi thiếu giỏi không á? Giỏi không mày? Đó. Cái xứ này mà có ai cột bánh tét để con tím là tao nói thiệt chứ. Nghe gì ba đi ha, tới chỗ là người ta cuộc rồi rồi đó. Tao nấu rồi luôn rồi đó. Đây. Ta bộ có mình đỏ, người ta la chuyện đi kia luôn. Chứ sao? Nãy giờ đoạn có chắc tự chụp đâu. Đồ chỉnh vợ, người ta lấy chụp chồng, người ta lại chia đi kia luôn. Mày tức không? Nhớ lại cho Thiến nha, cái tăng lên nhớ lại cho Thiến nha. Lại đi nữa. Không rồi mọi người. Còn bánh tét. Cứng cáp đàng hoàng nha. Thôi cuộc lên đi, em đi ngủ rồi. Rồi đổi tay à, mọi người ơi, chê nhau đổi tay à. Đây nè mọi người, hai thợ gói bánh nè, ra mời ở Long Xuyên về. Một thợ thì mời Long Xuyên về, một thợ mời ở Vĩnh Hòa Hiệp á chị. Rồi còn đây nè, diễn viên quân chúng. Rồi có một giám sát nữa mọi người. Cô thôi 5.000 nè. Hai nghỉ bán rồi, thành ra nấu trà sữa, ai mua đồ tặng nãy giờ sáng giờ bán cọc tiền luôn nè, thấy không? Không có tiền lẻ rồi em. Có 5.000 không mọi người? Thôi trả tiền chị húa hết trơn luôn nha. Gói bánh tét thôi rồi. Gói bánh tét nè, em đang tạm biệt khách luôn đó. Chiều mới rồi. Con lòng của con mà chỉ ăn có một cái gì. Lát ăn nữa trời, mới ăn dĩa cơm cầm cha. Lát ăn nữa. Ngày có nước mưa xin đi. Trời, nước có luộc rồi cô. Luộc rồi ấy ra chăm nước rồi thôi em nói chứ đâu phải giỡn đâu. Nó không ra màu xanh hả? Không có ra màu xanh nhưng mà dưới cái được. Lá nó đen xì lì rồi. Cái lá nó đen vậy thôi, không sao, tưởng là cái không sao. Không có rồi cũng không chịu. Công ty với người ta cho công nhân ứng tiền rồi à, nếu mà thấy vừa đó nghe ba. Không, chờ tôi gói quà để biết nè. Một lát nữa ăn lặt nhất nó không có ngon. Chút xíu nữa mới ngon. Không có mặn mà. Chút nữa đi. Gì đi. Tao gói bánh chuyên nghiệp đó. Mấy đứa mày với tao gói bánh rồi ăn là ăn nó ngon dữ lắm luôn đó. Bà mày thử cái miếng nếp mày thấy hơi mặn. Bà cười cái nghe. Kiểu không có thấy chân thành nữa gì ba. Ừ. À, cái bắt đầu hen, cái hơi nước mà nó ngon. Hơi ngọt hơi mà mày vừa ăn là ăn lát nó ăn lạt nhất là mà mày hơi cứng xíu. Ở đâu mà vô lại đó ngồi đi. Cười cái kiểu ngạo nghễ phải không? Đúng rồi. Cười không có thuộc về ai cười, không? Kiểu ngạo nghễ. Sửa soạn đi phăng đồ rồi với con xin rồi. Tao cho hai đứa mày hả? Cột không kịp luôn. Ba cái đồ ăn này nọ để nè, ta gói bánh tét. Mẹ có mua cha cũ gì cho con không mẹ? Có, trước khi gì rồi phải không? Con nhìn vậy phải không? Lại cái này con phải bẻ cho nó đúng ngay cái độ nó luôn, ta mới giống được nè. Đó, thấy ta bẻ vuông dứt không? Đó. Mấy đứa nó là... à? Nè thấy không? Mấy đứa nó rồi, báo. Hồi đó hen, con giống là được đó. Chứ làm chứ khẽ mà giống con ngay đâu. Ta làm cái đầu nghe bon gì nè, ta giống cái đứa. Đó, là ông, đó ông Sáu ông nói về mắc cười quá à. Ông nói bộ này cho bố muốn thấy. Trời đất ơi. Ông nói dòng họ nè. Nó dòng họ nó sống cho gạo cho nó khỏi cực. Trời ơi. Dòng người họ ta cô... làm cái gì có ý nghĩa mà chứ. Nói dòng họ cô có trời ơi, dòng họ có ai nghèo đâu mà cho. Cho gạo ai lấy.
mong cho mình mới được. Không nhờ, cưa cho lựa nào dễ dễ, người nào khó định cho người ta đó. Ừ, cho mong ngon. Ai cũng cho hết trơn nè mẹ ơi. Người nào ăn dễ dễ. Ở sớm nè, mười mấy hai chục đòn rồi nè. Rồi dòng họ nè, với dì Tư gì đây đồ nè. Phải kịp nè, lấy cho công ty cho mấy đứa mạnh như mình. Trời ơi, bà không có biết người ta phát lương công nhân, rồi người ta cho công nhân lương cho lương ứng tiền. Nè, không phải đưa cái một bí ảnh ứng tiền nè. Rồi đi mua đồ cho Khanh, đi chợ. Rồi con cảm ơn mẹ nhiều. Mua bí phải ngọt, thằng gì? Mua cày cày luôn. Trắng đẹp không mọi người? Biết không, vợ trắng đi chợ hai bữa không mua được miếng thịt kìa. Dạ. Trời ơi, thịt heo kìa, nhà tôi đang, mấy đứa đang làm bán kìa. Cái đòn này thím gói. Nhà tôi đang làm bán kìa. Cái đòn này thím gói. Nói cháu chồng tôi nói mua con heo. Đậu đây phải không? Ở trong nhà còn trong nhà còn sao chà đá đẹp không mọi người, cái đòn này nè, biết không, người ta gói á, ta chỉ mấy mày nghe, gói bánh ta nhìn cái thao nếp, nhìn thao đậu, ít thì ta bỏ đậu, ít nhiều ta bỏ nhiều, còn mày đưa gì đang hồi dư ăn đóng đem ra hết đi. Bởi vì đậu á, còn gỗ nè, đang quay nè, bà giả bộ khen cái thôi. Trời quá trời đẹp. Quá rồi. Cái giọng bà nói không quá có chân đẹp luôn. Cái giọng bà nói không có chân nè. Bộ này hơi thưa nghe. Có nghe nè, tôi dạy cho nè. Thì thấy chị húa làm thưa rồi, cái thằng da cột thưa, thưa luôn. Cột dậy chút đẹp, trước đẹp mà nó lại ngon. Chứ nó thấy nét gì. Ta dòm tướng đang tặng người ta gói cho nó đúng. Không có thể nào mà ngồi bàn mà làm được hết trơn á. Mà làm được không? Tại phải gặp. Tại vì vậy thôi, suy nghĩ vậy thôi chứ ngồi đã không chết đâu mẹ. Tiếp bà nội cái tao đến lát nữa kìa. Tiếp 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 ra không? Dạ, Vinh, con Vinh đó, nội Vinh đây đang để. Thấy chưa nội, vậy thấy đó. Chưa nội. Lo mấy chuyện này không quên nè. Rồi. Trời ơi, tao nói với mày á ha. Ngồi gì đây, tao không mỏi cái giò. Cái này con gom hả? Ngồi gì không mỏi cái giò, không đau cái bụng. Lý do là ngồi dưới đất là lý do là sao, không có cái bàn to. Không biết bẻ nè, nè nhìn gì nè. Nè cái bẻ này vô nè. Ủa cái hồi nãy mình có cái ly trà. Hai cái. Đó, chứ không phải để giống chuyện nãy. Những bẻ hai cái. Rồi cái đầu không cái lao cái hông vậy làm. Dạ. Lao thì phải lao hết chứ. Đó, đổ đậu hết chưa? Hết là gì ba biết, gì ba nhắm đường bây giờ mày có ít tao cũng có đủ, mày có nhiều tao cũng có đủ biết không? Chơi cả. Ơi cột. Cột hơi gối không? Gối. Gối chứ phải đồ cột đâu. Cái tay này dịnh đây, cái tay này thì cầm kéo cắt. Hồi sáng tới giờ canh là gối hay là cột? Cắt xích lên trên đây. Xích lên. Chút. Em còn dám gối nữa, nó đổi gối. Đó giờ không dám gối luôn á. Để vô nè. Để vô. Bây giờ thôi không được để nó sao, nghe tôi gói bà gói rồi cho tôi ăn đi, khó lột chứ. Ờ khó lột thiệt, tôi cũng nói khó lột gì. Ở đây có bốn mà. Nhỏ này nó chán dạ lắm bây giờ, nhưng mà nếu mà cái này cũng được, chỉ giữa hay là dạy nó làm. Hậu trường nấu bánh tét. Ai sáng tạo cái vụ ai sáng tạo vụ cái bàn này vậy? Ở đâu cho có sẵn sân khấu làm nè. Trời ơi. Cuối cùng cái nồi này là còn dư nữa. Có 51 đòn à. Ồ vậy hả? Này có cái này
nay bị bệnh rồi mọi người ơi. Bây giờ đang ghét thế. Đi sáng. Lấy cái cây trắng ngang cho nó cắn luôn. Bánh bài và dán chờ bánh chín mọi người ơi. Ủa bữa nay giống 30 Tết thì ta mình nấu bánh thôi nữa. Thử bánh nha mọi người. Cái nhát dao này thấy chín. Ôi ngon quá nè mọi người.